Tốt rồi đó. Mời mời chụp anh rồi, chụp anh rồi. Rồi vẫn đưa uống nữa, còn cái con gì đó. Rồi, giờ đổi luôn đó. Hư hình luôn.
mà xe không bị gì chứ. Trời người bị cắp cái xương nó dễ chịu à. Trời mẹ mà nó cắp da. Không. Trời ơi có mặt. Xấu mẹ đó. Ê, cụ làm gì trời.